Nói chú bây giờ nó mà không về là tôi lên mạng, tôi bây giờ tôi là cho nó đó, tôi hẹn nó là từ đây tới một tuần lễ nó không về là tôi cho nó, mà nó không về nó nói nuôi được thì nuôi, nó không được cho người ta đi. Mến chào của chú anh chị cùng quý vị, hiện tại hôm nay bước lên thang vlog cũng như là Hoàng Lệ có mặt tại Tân Châu, An Giang. Thì hôm nay đến đây chia sẻ về một hoàn cảnh của chú anh chị, bà cụ khoảng chừng gần 70 tuổi gọi điện cầu cứu là trong cái câu chuyện gì này quý vị. Cha mẹ đi biệt tâm bỏ lại một đứa con khoảng chừng 2 tuổi cho bà cố nuôi, là bà ngoại của hai đứa em này, là bỏ lại đứa con cho bà ngoại mình nuôi. Thì đi biệt tâm cũng lâu của chú anh chị, nhưng mà không có gửi tiền về nuôi bé. Thì trong câu chuyện nghe nói là bà lão này cũng không còn khả năng nuôi nữa, định cho cháu mình. Thì cha của nó cũng lên tiếng là bà cho ai thì cứ cho đi. Thì câu chuyện như thế nào thì mời của chú anh chị cùng theo dõi để biết thêm câu chuyện. Mình vào bên trong gặp nhân vật chính của chú anh chị, mời của chú anh chị cùng theo dõi. Dạ con chào hai bác. Dạ thì bác có gọi mấy con lên đây, thì có vấn đề gì với bé này bác có thể kể thì bác cứ tự nhiên bác kể đi ha, tại vì mấy con cũng chưa biết câu chuyện thực hư như thế nào. Dạ. Câu chuyện như thế nào bác ha? Bé là sao với mình bác? Nó là cháu cố. Cháu cố hả? Cháu cố giờ nó bỏ, nó không nuôi, bác nuôi từ đó tới giờ. Chồng nó để ra bỏ không nuôi, giao cho bác nuôi. Rồi bây giờ ở bả mà không có màng rửa tiền về, mà điện không liên lạc tới. Rồi ông ngoại, bà ngoại, ông nội, bà nội đâu? Ông ngoại, bà ngoại có chồng ngoài Trung Quốc á. Còn ông ngoại thâu rồi, bả có chồng sao nào mà Trung Quốc á. Vậy là ông ngoại, bà ngoại cũng đã chia tay rồi. Rồi ông nội, bà nội? Bà nội nó cũng như không, bả đâu có quan tâm tới thằng này đâu. Ủa cho con... Sao trong đây có một cái lý do gì mà sao mà cháu nội mà không quan tâm là sao? Không quan tâm. Bả con bả đẻ ra bả cũng không có nuôi nữa. Gần không, bên nội gần không? Ở Trà Vinh. Trà Vinh, còn bên ngoại? Bên ngoại nó ở đây nè, ở trên Vĩnh Sương. Bà bả mẹ nó lúc trước cũng có gửi tiền với nuôi tiếp. Rồi bây giờ bển nó đẻ rồi nó không có tiền có bạc gì gửi hết trơn. Rồi chồng nó đau mà ăn không được nữa. Rồi ba của bé? Ba của bé nào? Ba của bé này. Thì đó này nè, nó bỏ nè, hai chồng bỏ nè. Có nghĩa là hai chồng bỏ đi không, hay hay là chồng xô thôi nhau vậy? Hai chồng còn ở. Tôi còn ở mà tôi nói chú, một tháng nó gây lộn là 29 ngày đó, còn ngày đó nó nghỉ gây đó. Nó gây giờ bất giờ nó ẩm nó đem về đây nó thảy cho tôi. Rồi cuối cùng là bao nhiêu người con lận cô? Tôi có ba đứa con gái Ba người con gái rồi con của cô, đây là cháu nội hay là cháu ngoại? Cháu cố luôn. Không, ba mẹ của bé này nè. Cháu ngoại. Cháu ngoại của cô ha. Dạ. Cháu ngoại của cô là được bao nhiêu người con? Nó hai đứa mà còn đứa ở ngoại, mẹ nó ẩm đâu đâu tôi không có biết luôn. Họ điện nó không liên lạc mà nó không bắt máy luôn. Mà cha nó thì điện nó không bắt máy. Bây giờ cuối cùng câu hỏi là cha mẹ còn ở chung hay là thôi rồi? Nó bây giờ nó còn ở mà bây giờ nó gạt tôi, nó thâu đó. Ủa tại sao mà hai đứa con mà bỏ lại một đứa ẩm đi một đứa là sao cô? Ẩm đi nữa. Cái đó tôi không biết hai chồng nó nghĩ như sao. Vậy là có nghĩa là hai cha mẹ của bé này vẫn còn ở ha? Còn ở nhau. Mà còn ở đi mằng rồi để lấy bé này cho cô nuôi. Dạ. Yeah. Mà năm nay là bao lâu rồi cô? Một năm mấy nay rồi. Một năm mấy nay. Là nguyên chọn gần một năm là nó không gửi gì đồng bạc luôn, mà tôi điện nó không bắt máy luôn. Giờ là giờ bà ngoại nó gửi về giờ mấy gì nó cho. Giờ cái gì nó hết tiền rồi. Nói giờ tôi không có khả năng tôi cho bà nữa. Bây giờ là cái vấn đề như thế này, rốt cuộc là cô liên hệ với mấy con quay chia sẻ lên cho ba mẹ nó đi về để cấp dưỡng cho nó hay là rước nó đi là như thế nào cô có thể? Bây giờ tôi nói á, tôi giờ không có khả năng tôi nuôi nữa, tôi già tôi đau hoài. Tôi kêu ba mẹ nó về ẩm đi mà nó không có chịu về. Tôi nhắn tin lỡ nói là tôi nằm bệnh viện nữa đó. Biểu nó về bắt con nó đi, giờ tôi nằm bệnh viện rồi tôi không có nuôi nó nổi. Mà nó cũng không dẫn về nó bắt nữa. Nó ngoan cố, nó không có là ẩm con nó về nè. Không ẩm con nó đi nè. Nó thảy đây cho tôi nuôi nè. Cái này nó khó xử quá đi. Vì mà con tưởng nó hai chồng đã ly dị nhau, không còn sống chung nữa. Bỏ còn nó cho nói cho á, thì thằng chồng nó nói là vợ nó bỏ đi rồi. Đó là ẩm nhỏ đi rồi. Giờ tôi nói ẩm thì mày cũng phải nuôi. Dù nó nuôi cái gì, một tháng nó gửi về 500, 1 triệu.
mà nhiều khi nó gửi, nhiều khi nó không. Bây giờ tôi hỏi chú bây giờ là tiền sữa nó đủ không, tiền tả nó đủ không, rồi mấy dì mấy bà nó cho viết, rồi giờ tôi điện thoại không con nữa, không đứa nào bắt máy. Điện viết cho mượn tiền xin tiền hoài, ai bắt máy. Bây giờ tôi hoàn cảnh tôi vậy làm sao tôi nuôi nó đây. Gọi là bà cò ha. Dạ. Yeah. Bà cò thì bà cò hiện tại giờ đang lo cho bé này, nhưng mà tại sao mà bà cò không gửi cho bên bên nội và bên ngoại mấy cô mấy dì mấy chú mấy bác gì đó? Bên bển người ta không nhận. Không nhận. Bên đó không có ai thương con thương cháu hết trơn. À, không ai nhận hết. Không ai nhận hết. Vậy là một năm mấy nay là mình giữ bé này lúc là nó còn nhỏ xíu luôn. Trời ơi, hồi mới đem về cái mặt nó có một chút vậy nè. Nó không có là quan tâm tới con, nó đem về đây ai cũng kêu dêu nhỏ gì, mà nay ốm nhóm nhách có một chút. Tôi nuôi nó được vậy là quý lắm rồi. Không, tôi đem tôi giao nó hết một lần. Rồi đem ra ngoài đâu có cả từng gì mà nhỏ này nó khóc sáng đêm. Quýnh lộn khóc sáng đêm, nó đem về đây nhỏ xanh dờn, xanh ẻo mà nó ốm nhôm. Rồi tôi nuôi tới bây giờ, tôi nói thôi bây giờ Tết bây giờ bắt con đi, tao nuôi hết nổi, giờ tao đau hoài. Mà nó không về, nó nói nuôi được thì nuôi, nuôi không được cho người ta đi. Nói là, tôi vậy. Là mẹ của đứa ông bé già là... nó nói. Là bà của đứa bé ha. Dạ. Cái đó có khi nào mà trong lúc mà bực mình quá, tức giận quá nói vậy chứ đâu nỡ lòng nào mà đem cho con vậy cô? Tôi, cái đó tôi không biết nó làm sao. Bây giờ nó, bây giờ là điện nó kêu về bắt nó không về mà nhắn tin nó cũng không trả lời. Bây giờ nhờ chú giải quyết kêu ba mẹ nó về bắt đi. Chứ giờ tôi hết khả năng tôi nuôi nó, giờ tao hoài tôi không có nuôi được. Là có nghĩa là cô là bữa nay là kêu mấy thằng con xuống đây. Dạ. Như là quay lên kêu gọi cha mẹ cha cháu mẹ về bắt cha mẹ về bắt thằng này đi. À. Cho bả già cả bả lớn tuổi kêu. Như dạ. Bả đau hoài à. Rồi lỡ bằng đêm hôm là bả. Tôi đau hoài ha. Bả đau rồi thằng này ai đâu giữ, ai mà coi. Đó. Mà điện á con mẹ nói giờ tôi không biết tới. Bà bây giờ bà điện cho cha nó đi. Sao nãy con ghé ở ngoài kia con nghe cái anh chủ quán nói là cô định cho đứa bé này lên là như thế nào nữa cô? Thì nó kêu cho, nó biểu ông già nó kêu cho. Thì tôi nói bây giờ đó, bây giờ nó mà bây giờ muốn cho mà về đây mà làm giấy làm tờ đi cho tao nó. Chứ tao không có nỡ lòng nào tao cho. Còn mày làm cha làm mẹ mày muốn cho mày ẩm vô ngoài mày cho. Tôi nói vậy đó mà nó không trả lời. Nó kêu bây giờ nuôi không được thì cho đi. Tôi nói cho thì mày đi về đây mày ẩm con mày tự ra ngoài mày cho. Chứ tao nuôi năm mấy nay tao không có nỡ lòng nào mà tao cho nó. Mà nó không về. Rồi như vậy là nếu mà cái tình hình như vậy là anh với chị mà về bắt cháu đi rồi đem cho như vậy là cô không biết tới rồi mình đây vì sao mình nhớ bé nữa, tại vì mình nuôi mến tay mến chân rồi. Vậy bây giờ tôi hỏi chú, bây giờ tôi hoàn cảnh này làm sao tôi nuôi nó được? Ôm nó về tôi không có mặn gì được hết trơn, không có tiền mà nuôi nó nữa. Vậy là bác sống của mình trong nhà đó hả? Có mình là đơn cô vậy đó, ổng thì chết rồi, ở có mình vậy đó. Vì hai bà cháu ôm cháu cậu đây là đâu có đi làm gì được. Không có làm gì được luôn. Cũng khổ. Tết tôi nói à, chú à, 2 năm rồi chớ hề hai vợ chồng mà mua cho được thằng này bộ đồ. Tết này nó không gửi gì cho đồng bạc thằng nhỏ này nó mua một bộ đồ. Rồi cái đứa lớn đó là đứa bé gái hả? Gái. Vậy là con gái, gái ôm đi còn con trai bỏ lại. Rồi bác ở đây là ở sớm hả? Đó hỏi bà già này thử coi rồi sao. Rồi như thế nào bác? À, ba mẹ của bé này như thế nào bác? Sống hồi lúc ở đây có hòa đồng với bà ngoại hòa hả? Đồng. Hòa đồng rồi sao là nó lên thớt nó mằng. Mằng dầu nó không chịu đem thằng này về giao cho bà giữ. Nó không thành giữ nữa. Dạ. Yeah. Đó, rồi nó bắt nhỏ kia đi. Đi rồi bây giờ biểu thì về thôi, bây giờ vợ chồng mày ở nhau. Mày bắt thằng này đi trả nuôi. Nó không chịu. Nó nói để này cho bà đi mà 1-2 tháng, 3 tháng gửi cho bà 500 đâu có đủ tiền sữa cho thằng này đó. Bây giờ bà bắt buộc phải gửi đem nó đi chển đi. Rồi nó nói nhé, bây giờ cho ai cho đi, nó không cần nuôi nữa, không cần nuôi thằng này. Vậy là lúc trước vẫn có gửi, có gửi mà gửi năm, nó có gửi là hầu năm mấy nay nó gửi chừng 4-5 tháng nè, mà gửi tháng là lần được có 500 triệu rồi. Còn khoảng giữa là từ trong hậu Tết năm ngoái là tới tháng 7, tháng 8, tháng 9 này là nó mới gỡ. Là nó bỏ khúc rồi gần cả năm trời, nó không gỡ gì đồng bạc nữa. Bà nhà bà lo bà... Tôi nhà tôi lo muốn chết tôi luôn. Ba mẹ của cháu đây bao nhiêu tuổi rồi cô? Nó 2 mấy tuổi rồi, mẹ nó 20 mấy à, cũng 2 mấy tuổi ha. Dạ.
Vì là còn còn trẻ mà ra 20 mấy tuổi thì đâu bác thử tìm hiểu coi trên đó có công ăn việc làm như thế nào, nhiều khi thất nghiệp rồi sao. Mà bây giờ tôi nói với chú á, tôi đòi lên chển, tôi đem thằng này lên. Nó nói giờ nó giờ trọ rồi. Đó giờ tôi hỏi chú bây giờ tiền đâu tôi đi đây. Cũng tôi đem lên chển là lỡ nó đi giờ trọ rồi tiền đâu tôi về. Dạ. Yeah. Đó. Tiền không được nữa. Rồi tiền không được làm sao? Mà nó để đây tôi nuôi hoài vậy đó. Bây giờ mấy con lên là chỉ chia sẻ như vậy thôi. Chia sẻ coi thấy con của mình ở trên màn hình, cha mẹ có nóng ruột đi về đi rước con hay không chứ. Bây giờ con không biết cái đường nào con giải quyết được cho cô nữa. Bây giờ tôi nói lên cỡ nào thì nó cũng không quan tâm tới thằng này nữa. Bây giờ nhờ chú đi là gặp tận tình với nó là kêu nó là về bắt nó. Chứ nó bây giờ điện bao nhiêu cuốc, 100 ngàn cuốc nó kêu nó về bắt, nó không bắt. Tôi nhắn tin mượn người ta nhắn nữa mà nó cũng không về nữa. Con thì bỏ đành đặng. Ừ, nó bỏ luôn. Trời luôn, mới có 2 tuổi mấy đúng không? Rồi 3 tuổi à? Không, thằng này nó mới có Tết này, tới tháng 2, tháng 3 này mới 2 tuổi à. Vậy là cháu cồ chứ không phải cháu ngoài, cháu ngoại nữa. Tôi đâu có dính níu gì, cô bà cô cũng đâu có bằng bên nội bên ngoại nó đâu. Mà tôi nuôi tới bây giờ, yeah. Mà nó cũng không có thương xót. Ủa sao lúc không để cho bên nội hoặc bên ngoại nuôi mà ẩm gì thẳng cho cô luôn hả? Bà ngoại thì ở bên Trung Quốc. Ông ngoại thì không có vợ khác rồi. À. Nhưng mà bà nội thì bà cũng chầm chấp vợ nấu, bà cũng đâu có quan tâm tới thằng này đâu. Ủa sao con nghe con hơi bị gói nấu luôn, con mà lu bu dưới. Bởi vì người lớn, bởi vì người lớn làm cái bây giờ mấy đứa nhỏ nó khổ nè. Ai bây giờ thằng này khổ nè. Có cha có mẹ, vẫn có cha có mẹ nhưng mà không không được cha mẹ rước đi, không được nhìn nhận nè. Không rước đi mà không giữ luôn. Ví dụ mà con lên cái đoạn clip này, có nhiều bà con ta muốn rước bé này về nuôi. Thì cô mà tính sao ha? Bây giờ thí dụ thôi nha. Bây giờ tôi nói với chú á, nếu cha mẹ nó bây giờ da ngon quá, kết thúc với cha mẹ nó đi, giờ nuôi hay làm bây giờ tôi, giờ tôi cũng nuôi không có nổi nữa. Tại tôi bệnh hoài. Là sao kết thúc là sao? Mấy con có biết kết thúc là sao nữa. Thì đúng bây vậy. Giờ con mấy con chia sẻ lên. Rồi ví dụ như mà cha mẹ đó có thấy được đó, có lời liên hệ với mấy con, thì mấy con sẽ qua đây sẽ báo cho cô. Nếu mà không được thì thôi, chứ mấy con bây giờ cũng không biết làm sao nữa. Bây giờ yêu cầu dạ. Nó bây giờ cha mẹ nó về bắt nó đi nuôi, nó làm gì làm con nó là nó nuôi, chứ bây giờ tôi không giữ nó nữa. Nhưng nó không nuôi, nó cho ai không? Nó cho ai nó cho. Như bà ngoại đâu có dám nè, bà còn tôi đâu không có dám nhúng tay, rồi tôi cho giờ mơ mốt để về nó cạo đầu tôi hay là nó thưa gỡ tôi làm sao được. Bây giờ tôi ôm nó tôi nuôi hoài làm sao tôi sống. Bây giờ ngày hôm nay chủ yếu là anh em mình đến đây ghi hình chia sẻ về những cái nỗi lòng của bác ở đây, mong muốn hai đứa cháu mình về đây rước con đi. Ừ. Chứ bây giờ mình không có biết đúng rồi. Tìm thêm cách nào nữa. Tôi bữa hổm tôi nói đó là mày không về rước con mày, tao lên mạng mày đừng trách. Nó nói bà lên thì lên, nó còn thách tôi nữa mà. Nó vậy không đâu. Cô nói cô kêu lên mạng là sao? Cũng như tôi lên YouTube vậy nè, mời mấy chú quay lên giùm vậy đó. Quay là kêu gọi cha mẹ về. Dạ. Nếu mà cha mẹ không về nữa thì sao cô? Cô tính sao? Cha mẹ không về. Nếu ba cha mẹ nó không về thì là tôi là kêu nó là tôi điện nó không được, tôi cũng mượn người khác tôi cũng cho. Ví dụ như điện người ta không bắt máy, không gì kia thì sao? Vì bây giờ làm sao rồi, tôi cũng bó tay rồi. Thì cô phải nuôi nữa. Nuôi. Nói chung mình muốn làm một cái điều gì đó, mình cho một đứa bé không phải là chuyện dễ đâu. Cũng khó khăn, không phải dễ đâu. Giấy tờ đàng hoàng hết đúng khó khăn lắm. Trừ khi cha mẹ nó như thế nào thôi, chứ mình làm không phải là hoặc cha mẹ nó cũng khó dữ lắm. Điện biết bao nhiêu cuộc mà nói. Không có ai bắt máy. Chồng cha mẹ nó không nuôi. Cho ai là cho, còn như bả cho là mơ chiều cha nó về làm khó làm dễ bả. Dạ đúng rồi bác. Này kia nữa. Mà về thì nó không về, mà điện trả lời nó không trả lời. Nó không bắt máy làm sao tôi giải quyết được. Dạ. Nuôi thì không nuôi. Nuôi thì không nuôi, mà cấp dưỡng thì cấp không đủ ăn, không đủ sữa bú nữa. Đó tôi hỏi chú làm sao mà sống. Như là hồi nhỏ ba mẹ nó cũng sống với bác luôn hả? Không, hồi nhỏ hai đứa nó ở đâu ngoài nó gặp nhau rồi gây lộn rồi đem về thảy đây cho tôi. Không. Mà hồi trước kia nó nói vậy nè, nó thảy đây là một tháng nó cấp cho 4 triệu.
giàu bắt đầu đi, giàu bắt đầu dẫn tới 8, 9 tháng, 10 tháng nó không đưa đồng bạc. Yeah. Mà nó cấp 4 triệu. Tới ngày giờ này đó, giờ tôi mới là dễ chết, tôi mới là... Tôi điện thoại nó tôi dễ chết, nó nói tao bây giờ bay hỏng quá gì đó, mà bắt con bay đó, tao tự dặn tao chết. Nó mới gửi tiền gì tháng được triệu. Đó, có 3, 4 tháng này. Cái như là hiện tại bây giờ bà cháu cũng như là ôm nhau nằm chờ chết trong căn nhà này chứ đâu có làm gì ra tiền. Đúng rồi. Chỉ là mong nhờ vào cái đồng tiền ít ỏi của mấy những đứa cháu mà gửi về cấp dưỡng nuôi con. Nhưng mà hiện tại giờ hai đứa nó không gửi về luôn. Bà cháu cắn răng chịu đựng ôm nhau trong cái căn nhà này chứ biết sao giờ nữa. Nhiều lúc có khi nào mình suy nghĩ quẩn không cô ha? Nếu tôi suy nghĩ quẩn là bỏ này cho ai? Thì bởi vì mới nói cũng còn cháu mình mà. Tại sao biết bao nhiêu người ta có con có cháu mà người ta cũng được nhờ, còn mình lại lâm vào cái hoàn cảnh này. Đâu có con có cháu, con thương con dạ. Tới lắm, còn sao mà khách hàng này nó không thương thằng này. Cái tuổi như cô là tuổi là con có cháu nè. Những cái khi mà đám tiệc đồ, nhiều khi ngày Tết đó con cháu xung nhau, xung nhau nó về rồi vui vẻ lắm còn. Vui vẻ nhà con. Tôi nói hồi trong trà ngoài quận tôi không thấy cha mẹ ai mà như cha mẹ thằng này. Tôi gần 70 tuổi, hồi đó giờ tôi mới thấy là hai chồng này là lần thứ nhất. Chứ người ta thương con lắm, thương cháu lắm. Còn này nó đâu bỏ đành đặng, nó không quan tâm tới. Một năm mấy nay nó không có điện gì, nó hỏi thăm con nó luôn. Trời ơi, chắc như là thấy con nuôi vậy đó, mới không có quan tâm. Không quan tâm đó, bởi vì cái gia đình cái gì con người mà khốn nạn, không ai mà khốn nạn như hai chồng này. Tôi nói thiệt luôn. Thì hôm nay mấy anh á qua đây đó để chia sẻ cái câu chuyện của em lên. Thì hai vợ chồng em á có coi được cái clip này á thì nhớ liên hệ về với bà ngoại hả cô? Ngoại. Bà ngoại, bà cố gì đó. Dạ cố cậu gì đó anh cũng không biết nữa. Thì cứ liên hệ về ha, tại vì ở đây là cô lớn tuổi rồi, cô không có mặn ra tiện cho nó. Dạ cháu mà giờ hết khả năng rồi. Thì cưng coi được cái cưng, nếu mà cưng có mặn có tiện gửi về cho. Gửi gì bây giờ tôi không có nuôi nữa, bây giờ tôi nuôi hết nổi rồi. Bây giờ hai cái giò tôi nhức hoài à. Không thôi về đây bắt cháu. Ừ, tôi yêu cầu hai vợ chồng cái gì bắt này đi về ngoài nuôi đi. Chứ giờ tôi đau hoài tôi không có nuôi nổi. Nếu mà mấy con cũng chia sẻ lên đó, hoặc là 1 tháng 2 tháng đó rồi không có hai em bà ngoại á, không có về nuôi bắt cháu rồi mình tính cái đường nào nữa cô? Ví dụ như mình tính đường nào để có tiền có bạc để cho cháu. Đâu giờ tôi cũng không biết tính đường nào. Sửa rồi kia. Không ai mình lên chảnh. Tôi lên chảnh thì bây giờ nó nói nó giờ trọ, giờ biết đường đâu kiếm đó. Nó không chỉ biết đường đâu kiếm đây. Bây giờ nó vô thế kẹt. Giờ là mà cô muốn ẩm lên chảnh đó nhưng mà không dám bây lên, giờ lên biết chỗ đó sao. Tôi đòi ẩm lên chảnh, nó nói giờ nó giờ trọ ra Củ Chi. Một lần nó ở Bình Dương. Bây giờ biết đâu tìm. Bây giờ nó không, nó ngoan cố là nó không cho tôi lên chảnh, không cho nói chú. Bây giờ nó mà không về là tôi lên mạng, bây giờ tôi là cho nó đó. Tôi hẹn nó là từ đây tới một tuần lễ, nó không về là tôi cho nó, mơ mốt nó về. Một tuần lễ nhiều khi em Út nó không có coi được cô, bây giờ cho trong vòng nửa tháng hoặc là một tháng đi. Rồi cho lâu. Trong vòng tháng đi. Bây giờ trong vòng tháng luôn, mà nó không về là tôi cho nó đó. Dù nữa về mà nó không có nói gì tôi được à, mới nhờ mấy chú là làm chứng giùm cho tôi đó. Dạ. Yeah. Chứ bây giờ là tôi quá thế, tôi bức xúc quá, tôi chịu hết nổi. Bây giờ là mình nếu mà mình cũng muốn thương cháu lắm, ngặt bây giờ không có tiền lo cho cháu không? Đúng rồi. Nó đâu có tiền. Thì một ngày á cháu trung bình nó uống sữa là bao nhiêu tiền không? Nó là một ngày là 5 hộp đó. Mà mỗi một lốc vậy đó là 30 ngàn. Năm lốc được bao nhiêu hộp? 4 hộp. Vậy là ngày trên 30. Ngày ba mấy gần 40 ngàn đó. Ờ. Vậy là tiếng uống sữa không hay ăn uống là riêng? Ăn ha? Uống là riêng đó. Mà đau ốm là riêng nữa đó. Dạ. Vậy là hôm nay cô cũng hết khả năng rồi ha. Hết khả năng. Hết khả năng để lo cho cháu. Rồi mới nhờ mấy thằng con qua chị chia sẻ lên. Yeah. Thứ nhất thì cho cha mẹ cháu thấy
để cái gì về bắt cháu hoặc là liên lạc với cô, có tiền thì gửi về cho cô để lo cho cháu. Thứ hai nữa là trong vòng một tháng thì nếu mà cha mẹ không có về á thì cô sẽ giải quyết con đường khác. Đó, thì bây giờ cái cô cũng lớn tuổi rồi, đâu có mặn gì ra tiền. Tôi không có mặn gì ra tiền mà tôi đau hoài, tôi ẩm nó đây ra đường, tôi ẩm không nổi đó. Tôi ở trong nhà không à. Nhà cháu cũng không có bệnh ha, rồi nó khỏi, nếu mà bệnh cái nữa là mệt nữa. Trời ơi, tôi ẩm nó đây ra đường mà tôi ẩm không nổi, nó nhức hai giò. Rồi cháu nói chuyện gành chưa cô? Nó nói chuyện gành ơi. Gành này ha. Dạ. Nè, cô vô đây nè. Ê, con ơi, con. Vô đây cho mấy chú hỏi ra nè. Nói chuyện với mẹ không? Chắc nó không có biết mẹ đâu cô. Trời ơi, nó gặp mẹ nó trốn không. Ồ, bố mẹ có về đây sao mà trốn? Có lúc trước nó diện lần mà tôi kêu ẩm nó đi, nó nói bây giờ nó không ẩm. Bà làm gì bà làm đi, rồi kêu nó về chồng tôi về bắt, thì tôi không ẩm đi đâu hết. Ồ, là mẹ là về luôn mà kêu ẩm không ẩm luôn? Không. Nó gặp mẹ đó là nó trốn gần chết. Nó sợ. Giờ cô nuôi mến tay mến chân rồi, giờ cha mẹ nó bắt lên chảnh, nhiều khi bắt lên chảnh nuôi cũng không được nữa. Nó nhớ. Hay là sợ? Con suy nghĩ cái điều này, hay là sợ là ẩm con lên chảnh rồi nuôi thêm bác nữa, bởi vì hai chồng không. Tôi đâu có lên chảnh mà nuôi tôi. Hầu đó tới giờ tôi nó thiệt, nó chưa cho tôi được đồng bạc. Nó chưa, nó cầm tôi nuôi con, nó chưa cho tôi được 100.000 nữa. Chứ đừng nói mà nó nuôi tôi. Tôi đâu có cần nó nuôi tôi đâu. Yêu cầu nó bắt con nó nuôi đi. Cuộc sống tôi sao cũng được hết. Tôi có mắm bằng mắm, có muối bằng muối. Tôi đâu có biểu nó nuôi tôi đâu mà nó sợ nuôi tôi. Ẩm lên trển đi. Rồi dưới này tôi làm gì tôi làm, kệ tôi. Mua bưng bán bợ làm nhiều hoặc kia đó, tôi cũng được hết. Tôi đâu có cần nó nuôi tôi đâu. Sao ngổ tao, nếu mà hai với chồng còn ở với nhau thì cũng mặn ăn cũng lo được mà sao mà từ hồi đó tới giờ không khi nào mà hai vợ chồng mà nó về đây mà nó cầm nó cho tôi được 100.000. Chứ đừng nói mà nó nuôi tôi, cái chuyện nuôi tôi là chắc không có mà nào. Cái này cô chính xác không, mà hai chồng còn ở nha, thì hai chồng nó còn ở chứ, nó là vô thằng chồng nó thì nói con vợ nó ẩm nhỏ gái đi rồi, mà con vợ nó hay tôi điện nó bắt máy mà nó không cho gia hình. Vì là hai chồng chắc ly dị nó gì rồi. Nó có ly dị, nó còn ở mà nó gạt với bà. Dạ. Là nó không có nuôi. Hầu lúc này. Trước nó đi nó thâu nó về chển nó ở là một năm chờ là nó nói nó không ở với chồng nó, mà dốt cuộc nó ở với chồng nó mà nó gạt tôi, nó nói giờ nó không có ở với chồng. Dạ. Hai vợ chồng mà thằng chồng nó không ra mặt luôn, thằng chồng nó là không có nói chuyện nó giảng hết trơn. Dạ. Giấu đút luôn, không gửi tiền gì luôn. Hai chồng nó phức tạp lắm, tôi nói thiệt. Đợt thiên xe, kẹp không bị số, mai dài hết. Ý để cho thằng này nó tôi nuôi giờ đó là nó rảnh rồi. Nó không muốn để cho nó gài cho tôi là chết nó mới vừa bụng. Hai chồng này. Vậy là hôm nay là cô mấy kiểu con qua đây lên đây là cầu cứu ha. Dạ. Cầu cứu. Cầu cứu cho hai chồng về bắt. Hai vợ chồng. Thấy về lo cho cháu. Thấy cháu cũng đã mình bây giờ mình ví như ví dụ như là hai vợ chồng không về thì cô cũng vẫn ôm nuôi cho cháu, không lẽ bỏ đâu giờ. Nói thì nói cô dạng tức thôi chứ cô không định lòng nào mà cô cho cháu đâu. Mình nói tức coi cha mẹ có về hay là không. Mình không kiếm cái đường khác mình gỡ nó chứ bây giờ mình không biết đường nào mà bây giờ mình giúp cho cô được chứ. Còn cha còn mẹ mà phải chứ là phải chi mà nó bồ câu mình không nói cha mẹ đầy cha đủ mẹ mà còn đành lòng không quan tâm tới con. Tôi tức tôi bệnh gần chết mà lúc trước tôi đơi sưng cái tay này nè 3-4 tháng chờ đấy ha, mà tôi giặt đồ không được mà tôi kêu nó về mà giữ con mà đi, cái giờ cái tay tao quá sưng mà tao giặt đồ không được mà không bao giờ về luôn, hai vợ chồng lặng câm không về luôn. Đó, nó cố tình không? Rồi bây giờ nè, chứ cô ơi thì bây giờ mấy con nè, giờ cô cứ nói đi, nhắn nhủ với hai em sao? Thì cô cứ nói là nói đi cho người ta quay lên. Rồi cô nhắn nhủ đi. Nhắn lỡ sao đó. Nhắn lỡ sao?
Từ giờ tôi nói tên giờ gì đó, rồi cháu đó tên gì đó, rồi cô cứ nói lên. Kêu hai chồng đó. Bây giờ kêu hai chồng, bây giờ về ôm con nó đi giùm tôi đi cho tôi khỏe cái thằng. Cô phải nhắn mạnh câu văn cho nó hai vợ chồng mới biết chứ, mà cô cứ nói lường lường hoài, bậy bỏ cho cháu nuôi cho cô nuôi hoài. Thì cô phải nhắn mạnh lên cái câu văn. Nhắn mạnh lên. Dạ. Bây giờ vợ chồng mày về. Bây giờ mày hai chồng mày không về thì tao nó dứt khoát là tao phải ôm nó, tao đi, tao ôm nó, tao cho đó. Bằng không á tao đưa nó vô chùa. Rồi ông vô cho trẻ một coi. Trẻ một câu đó. Trẻ một câu. Yeah. Đó trẻ một câu đó, dù mơ mốt mà có tiền đó lỡ mày nhận. Mày nhận nó về làm vậy tao không có khả năng nuôi nó. Hai chồng mày đó. Bây giờ tao quá khứ, bức xúc quá chịu hết nổi. Không có quan tâm đứa con mà không điện gì hỏi thăm con luôn. Làm như tôi đây cũng mất nợ mất nặng nó hồi phía trước hay gì quăng đây nó thảy đây rồi đó là nó nói yên nhà là nước bà để cái sự đau khổ ra đây cho tôi hai đường đó nó về nó bắt con nó nuôi làm còn bằng không đó là tôi cho đó còn mấy nữa một cái nữa là tôi đưa cho cháu một câu hai cái đó bây giờ anh em mình cũng tạm thời ghi hình bao nhiêu đó mình chia sẻ lên cộng đồng coi hai đứa em nó có xem được cái đoạn clip này hay không, coi xem con mình ở nhà như thế nào và bà ngoại mình ở nhà như thế nào. Thì cũng con xin cũng khuyên cô thì để từ từ coi vài tháng nữa sao coi mấy em nó có tự liên hệ gì không, cô mình có điện thoại không hay mình nhờ ở sớm không ạ? Điện thoại nó không bắt máy tôi mới nhờ ở sớm. Vậy là cô cũng có điện thoại nữa ha? Điện nó 1000 cuốc nó không bắt máy mà mượn điện thoại khác nó, thì nó bắt máy. Dạ. Yeah. Đó. Thì mong sao mấy anh em con lên đoạn clip này cũng hai đứa em cũng liên hệ gì với cô. Tính giải quyết cách nào cho bé này nó được im xuôi đi chứ bây giờ thấy nó nhỏ có thể tội nghiệp lắm. Là nhỏ nó cũng dễ thương chứ. Yeah. Đẹp trai quá trời luôn. Trai. Yeah. Nó không quan tâm tới con đó, nó không quan tâm tới. Rồi thì con xin kết thúc clip ở đây cô ha. Chúc cho cô và cháu đây luôn luôn mạnh khỏe, năm mới thì dồi dào sức khỏe. Thì nói chung lên nhiều quá thì câu chuyện nó cũng xoay vòng xoay vòng nhiều đó. Không có gì để nó mới mẻ hết. Thì con cũng xin chào tạm biệt cô. Tạm biệt cô chú anh chị, hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những đoạn clip tiếp theo.